Mở đầu phần tin cho biết rằng các công ty Trung Quốc chi nhánh của công ty Hoa Kỳ vay tiền cứu trợ COVID-19. Chính phủ Hoa Kỳ đã trao các khoản vay cứu trợ COVID-19 cho một số công ty chi nhánh của công ty Trung Quốc, bao gồm một công ty liên kết với quân đội Trung Quốc đang bị đặt dưới sự giám sát của Quốc hội. Số liệu được Bộ Tài chính công bố cho biết, chương trình bảo vệ Paycheck cho các công ty bị tổn thất nặng nề trong mùa đại dịch vay để giải cứu kinh tế đã cho Continental Aerospace Technologies Inc., nhà sản xuất động cơ phi cơ đặt dưới sự kiểm soát của tổ hợp hàng không công nghiệp khổng lồ Trung Quốc, vay từ 5 triệu đến 10 triệu Mỹ Kim. Một công ty liên doanh của cùng công ty hàng không Trung Quốc gọi là Aviate System có trụ sở ở tại Arizona đã nhận được khoản vay từ 150.000 đến 350.000 Mỹ Kim. Aviate là đơn vị liên doanh giữa Avic của Trung Quốc và General Electric Company, chuyên sản xuất thiết bị điện tử hàng không. Tin cho hay, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã trao từ 350.000 Mỹ Kim đến 1 triệu Mỹ Kim cho SNA Group North America và Training Center. Các chi nhánh của tổ hợp Trung Quốc Group Corporation bao gồm các công ty dịch vụ phi trường, vận chuyển bất động sản, dịch vụ tài chính cho thuê, du lịch, khách sạn và hậu cần. Hồi tháng vừa rồi, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng kêu gọi Tổng thống Donald Trump